Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiền Thuật Toán và mình là Cường Nguyễn. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái video tìm hiểu về cái việc là mất cái debate trên cái đồng STETH và dẫn đến là cái đồng ETH nó lao dốc, giá của giá trị của nó bị lao dốc. Thì để các bạn hồi chỉnh lâu thì mình xin phép mời các bạn đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nội dung chính như sau. Nhất là tìm hiểu về STETH là gì, mối liên quan giữa STETH, ETH và quá trình hợp nhất lên ETH 2.0 như thế nào, những vụ tấn công đầu tiên ảnh hưởng đến các đối tượng nào và những nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng là ai, và cái sự kiện này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto nói chung và những cái thuyết âm mưu đằng sau của cái sự cố này. Thì trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu về STETH là gì. Thì để cho các bạn dễ hình dung, quá trình chuyển đổi lên ETH 2.0 Proof of Stake nó sẽ yêu cầu các bạn khóa một lượng ETH nhất định để các bạn khóa farm ra khóa để các bạn đóng góp vào mạng lưới, và khi mà cái quá trình hợp nhất này nó được diễn ra thành công, tức là nâng cấp thành công lên ETH 2.0, thì chúng ta mới nhận lại được cái số lượng ETH mà chúng ta đã khóa. Như vậy câu chuyện đặt ra đây là gì? Thì các cái nền tảng dụng nó sẽ nghĩ ra cái việc là khi mà các bạn khóa cái ETH thì các bạn sẽ quy đổi sang được một cái token khác với tỷ lệ 1:1. Thì ở đây cái nền tảng Lido Finance nó đã nghĩ được việc này và đã thực hiện, thì sẽ cho phép là khóa ký gửi ETH và quy đổi sang STETH với tỷ lệ là 1:1, hay gọi là trên cái nền tảng Lido Finance đó. Thì khi đó, khi các bạn đã quy đổi xong thì các bạn có quyền đem cái STETH đó chúng ta quy đổi ngược trở lại về ETH và có thể tham gia DeFi trên các cái sàn AMDEX như Kuve hay các nền tảng lending borrowing như là Aave, MakerDAO vân vân. Thì cái câu chuyện này sẽ bắt đầu từ đây. Tại vì khi mà bạn có STETH, bạn có quyền swap ngược lại ETH và những vấn đề phát sinh nó sẽ hình thành từ đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mối liên quan giữa STETH, ETH và quá trình hợp nhất lên ETH 2.0. Thì tạm hiểu là STETH là một cái đầu ánh xạ của ETH được cái ứng dụng Lido Finance phát hành, và có thể xem đây là cái đơn vị tiền tệ của Lido Finance. Thì cái việc mà anh em chúng ta muốn tham gia vào đóng góp vào mạng lưới để chuyển đổi lên ETH 2.0 thì cần phải stack đủ một cái node với số lượng tối thiểu là 32 ETH. Đây là một cái yêu cầu gần như là khá là cao, do đó nền tảng Lido Finance nó đã cho chúng ta một cái cơ hội stack một khoản ETH bất kỳ mà vẫn có thể nhận được phần thưởng lãi hàng năm. Đó là cái token STETH với tỷ lệ quy đổi là 1:1. Thì đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái những cái trường hợp tấn công đầu tiên vào cái debate của STETH. Thì trên lý thuyết là tỷ lệ 1:1 quy đổi giữa STETH và ETH, nhưng thực tế trong cái pool ETH và STETH hiện nay chỉ có 75% là STETH. Điều này dẫn đến việc là mất cân bằng, hay nói đúng hơn là cái STETH debate. Như các bạn thấy trong hình dưới đây thì một cái ETH thì sẽ đổi được khoảng 0,1046 STETH, tương đương với tỷ lệ chênh lệch là gần 5%. 5% các bạn ha. Thì cái mối quan hệ này tưởng chừng như đơn giản nhưng đã bắt đầu phát sinh các vấn đề lớn khi mà các cái ông lớn DeFi hỗ trợ phản vay ETH được thế chấp bằng STETH. Điều này đã khiến cho cái số lượng ETH bị mất bảo chứng khi ETH của Lido Finance đã đem đi stack trên các mạng lưới của Ethereum. Đấy, việc mất bảo chứng này chỉ là tạm thời, nhưng mà số lượng STETH bị stack có thể được unlock khi cái quá trình hợp nhất nó được diễn ra thành công. Và cái việc này đã dẫn đến là cái ETH 2.0 nó đã chưa có một cái lịch trình cụ thể, thì nó vô tình đã tạo ra một cái nút thắt không thể gỡ tại thời điểm hiện tại, đó là việc mất thanh khoản. Ở đây chúng ta sẽ đi xét đến những cái nguyên nhân đầu tiên mà dẫn đến cái việc là STETH debate. Thứ nhất, vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 thì theo dữ liệu on-chain họ đã check được là có hai cái ví ẩn danh đã bắt đầu rút thanh khoản tương đương của cái số lượng là 54.000 STETH và 23.000 ETH. Thì đây là hai cái địa chỉ ví mà đã thực hiện cái lệnh rút này. Thì như vậy là gì? Câu chuyện đặt ra đây là có một cái lực xả rất mạnh
tạo ra cái hiệu ứng debate đầu tiên vào ngày 8 tháng 6 và cái tỷ lệ đổi giữa ETH và SNAC là đã về 0,9%, ở là ở điểm đó nó đã giảm 3%, chênh lệch 3% so với thời điểm hiện tại của bài viết này ra đời thì đã sự chênh lệch này đã tăng lên tới mức 5%. Cái yếu tố thứ hai là gì? Cái quỹ Alameda Research trước cái diễn biến không tốt của cái thị trường cũng như là cái tình hình về việc là mất debate thì quỹ Alameda Research họ đã chủ động quy đổi 50.000 STETH sang ETH để có một sự chủ động phòng ngừa trong cái trường hợp là rủi ro xảy ra, tức là họ muốn chuyển STETH sang ETH để có thể từ ETH đó chúng ta có thể quy đổi sang các giá trị tài sản khác để lưu trữ, tại vì STETH chỉ quy đổi được ETH chứ không quy đổi được sang cái khác, mà cầm ETH thì các bạn có thể quy đổi sang những cái token khác để có thể lưu trữ, nó sẽ an toàn hơn. Do đó họ chấp nhận bị trượt giá và vô tình đẩy cho giá ETH nó đi xuống, nó lao dốc luôn. Đây cụ thể nè, Alameda Research đã thực hiện chuyển đổi 50.000 STETH sang ETH thông qua các lệnh swap. Và ngoài Alameda Research vẫn còn rất nhiều quỹ lớn khác chưa công bố hành động của mình. Thì ở đây có một cái giả thuyết xảy ra, nếu như những cái quỹ này họ đồng loạt xả STETH thì điều này sẽ tạo ra một cú sốc rất lớn cho STETH và thị trường tiền mã hóa, nó sẽ tạo ra một cú đâm cực mạnh. Theo cái hiệu ứng domino này thì những cá voi khác cũng đã thực hiện các lệnh swap STETH sang ETH để chủ động phòng ngừa những rủi ro xảy ra. Cụ thể thì ở đây đã có một thống kê là đã check được mà đã có một cái lệnh swap 18.398 STETH sang 17.924 ETH, tương đương với giá trị là khoảng 42,7 triệu đô. Đây, như vậy thì cái cuộc swap này á, nó đã dẫn đẩy một số những cái quỹ, một số cái tổ chức đầu tiên đã bị ảnh hưởng. Thứ nhất đó là Celsius, mình sẽ tạm đọc là Celsius các bạn ha. Thì đây là một cái network lớn nắm giữ đến 450.000 STETH, tương đương với giá trị của 1,5 tỷ đô la. Nhưng khác với 7 quỹ trên thì Celsius là một cái dự án cho vay. Đây là dự án cho vay. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái cách thức hoạt động của nó trên cái website thanh toán ha. Mình có để. Và chúng ta đây tạm hiểu như thế này. Cái ông Celsius này luôn đảm bảo có thanh khoản dồi dào để người dùng có thể rút tài sản thế chấp của mình bất cứ lúc nào, bởi vì ổng làm về nền tảng cho vay ngân hàng P2P. Thì ở đây á, trong cái pool của ông này, ông sẽ có là 27% là ETH ở dạng trạng thái là sẵn sàng chịu áp, 44% là ở dạng STETH và 29% còn lại nằm ở dạng staking, tức là cái ông ETH này, 29% ETH này là chỉ được unlock khi mà quá trình hợp nhất ở lên ETH 2.0 hoàn thành. Thì như vậy ông sẽ có ba nhóm ha. Rồi theo tình hình trên thì cái quỹ này chỉ có nắm giữ 27% dưới dạng ETH thôi, là chỉ có thể thanh khoản ngay lập tức, còn lại 73% là ở dạng STETH và ETH staking, đều không thể rút ngay và phải chờ unlock. Như vậy trong khi số tài khoản người dùng Celsius rút ra mỗi tuần là khoảng 50.000 ETH. Như vậy nếu duy trì quỹ như quỹ tiền như hiện tại mà không có làm gì thêm về cơ bản thì chỉ trong vòng 5 tuần thôi thì họ sẽ không còn đồng ETH nào để cho người dùng có thể rút. Bởi vì mỗi một tuần là sẽ rút ra 50.000 ETH nhưng 5 tuần là khoảng 250.000 ETH. Trong khi đó họ chỉ có hiện tại là khoảng 268.000 ETH mà thôi. Thì lật lại lịch sử một chút xíu thì cái Celsius là dự án quá đen đủi khi nó đã bị dính vào quá nhiều vụ hack là gấp khóc tài sản. Cụ thể vào tháng 5 2021 mất đi 35.000 ETH, tương đương với giá trị khoảng 70 triệu đô trong một vụ tấn công Stackhouse. Tháng 12 năm 2021 mất đi 50 triệu USD khi BitGuardian bị tấn công thông qua giao diện người dùng. Và gần đây nhất và nổi bật nhất đó là vụ mất 500 triệu tài sản USD
của người dùng khi họ tham gia vay trên Anscore vì cú sụp đổ của đồng Luna USD. Có thể thấy, Celsius hiện nay đang gặp một vấn đề khủng hoảng thanh khoản cực kỳ trầm trọng ở mảng stablecoin. Thì để giải quyết vấn đề này, Celsius buộc phải thế chấp USDH để đi vay ETH và swap sang stablecoin để có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt thanh khoản, mà do đó họ sẽ trở thành một cái con nợ lớn nhất trên các nền tảng cho vay, ví dụ như AAV hay là Compound vân vân. Khoản nợ mà CNS đang gồng gánh lên đến 1,18 tỷ đô, trong đó là có hơn 445.000 SDH đã được thế chấp. Nổi bật nhất là khoản vay với AAV với giá trị lên đến 680 triệu đô được thế chấp bằng SDH. Với tình hình phát liên tục như hiện nay thì SDH đang có nguy cơ bị mất debate mạnh là bất kỳ lúc nào. Điều này tương đương với khoản vay thế chấp bằng SDH trên nền tảng AAV của Celsius đang trong tình trạng nhận cân treo sợi tóc. Rất nguy hiểm vậy ha. Chúng ta có thể xem ở đây là họ đã vay trên nền tảng AAV 680 triệu và trên nền tảng Compound là 218 triệu luôn. Nạn nhân tiếp theo đó là AAV. Thì quả bom nổ chậm tín dụng được hình từ vòng xoáy cho vay và thế chấp đến từ nền tảng AAV cũng đang gây áp lực vô cùng lớn đến STETH. Vào thời điểm cái nền tảng Lido cho phép người dùng stack ETH và nhận lại STETH thì giao thức AAV cũng cho phép người dùng có thể dùng STETH để thế chấp khoản vay ETH của mình. Có thể hiểu đơn giản như thế này là chúng ta stack ETH tại Lido nhận về STETH, sau đó đem số STETH đó đi thế chấp và vay ETH trên AAV. Sau đó quay lại stack ETH trên Lido, tức là cái vòng lặp nó sẽ được tái liên tục. Quá trình này lặp đi lặp lại bởi lòng tham của các nhà đầu tư tiền mã hóa. Trong trường hợp thị trường đi lên thì điều này giúp người ta tối ưu lợi nhuận một cách tốt nhất. Tuy nhiên ở điểm hiện tại thị trường nó đang rất là bất ổn và vô tình nó sẽ tạo ra một cái vòng lặp, một cái quả bom tín dụng phình to và đang trực chờ nổ bất cứ lúc nào. Nếu như cái USDH bị debate mạnh và về mức 0,85 ETH, tức là 1 ETH, 1 STETH đổi được 0,85 ETH thì AAV sẽ thực hiện thanh lý hàng loạt tài sản của người dùng, dẫn đến là một cuộc khủng hoảng trầm trọng luôn. Đây, các bạn hãy kiểm tra tại đây ha. Tiếp theo, nạn nhân tiếp theo đó là quỹ 3 Arrow Capital 3AC. Thì cái quỹ này hiện tại có 83.315 STETH đang nằm trong cái ứng dụng AAV và họ đã vay được 53.829 ETH với tỷ lệ vay là 75%. Và để duy trì cái vị thế không bị thanh lý, chỉ số thanh lý là lớn à, nó sẽ khó à, nhỏ hơn một à. Thì với cái lượng thế chấp của 3C, ta có thể tính được tỷ lệ STETH trên ETH khi STETH bị thanh lý. Thì các bạn có thể kiểm tra đây và chúng ta có hiểu đơn giản là nếu như trường hợp mà cái debate nó ở mức 0,85 thì nó sẽ kéo theo cái việc là dẫn đến việc là thanh lý hàng loạt các cái tài khoản thế chấp trên cái nền tảng AAV này và dẫn đến một cái việc đó là một cú buy and sell cực lớn. Sự kiện ETH này có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường crypto hiện nay? Thứ nhất, đối với giá trị của đồng ETH thì nó sẽ làm cho giá ETH lao dốc trong thời gian sắp tới khi mà diễn biến của vấn đề này nó không được cải thiện và nó đến từ các nền tảng cho vay ha. Thứ hai là ảnh hưởng đến thị trường chung, bởi vì ETH được nó là vua của altcoin. Nếu như có một đợt panic sale diễn ra với ETH thì sẽ khiến cho giá trị của đồng coin này giảm mạnh. Thì chúng ta sẽ hình dung được cái viễn cảnh là những cái đồng altcoin khác nói chung và thị trường, nói riêng về thị trường nói chung, nó sẽ có một cú đâm cực mạnh. Kèm theo đó là với việc là ảnh hưởng từ Bitcoin nữa thì chúng ta sẽ không tưởng tượng được là thị trường trong thời gian tới nó sẽ diễn biến xấu như thế nào. Tiếp theo nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng dây chuyền. Đó là các cái quỹ lớn sẽ tiếp tục thoát hàng STETH, họ sẽ swap sang ETH và rất có thể từ ETH họ sẽ lại swap sang các cái đồng coin khác để lưu trữ. Rất khả năng này sẽ xảy ra là cao. Và STETH sẽ debate ngày càng nặng hơn.
Các cặp cho vay ETH và STH trên các AV rủi ro kéo theo ETH sẽ có một cú đâm cực mạnh dẫn đến là bull panic sell ha. Cái vấn đề thứ tư là cái thằng Celsius sẽ không còn đủ thanh khoản để dùng, để cho người dùng rút, thì khi đó cộng đồng sẽ hoảng loạn và sẽ càng người muốn rút tài sản và cái lực bán ETH nó sẽ càng mạnh hơn. Thứ hai, thứ năm đó là Celsius không có khả năng trả nợ khoản vay, thì buộc dẫn đến là các nền tảng này, buộc các nền tảng cho vay AV cầm bao MakerDAO buộc phải thanh lý tài sản của Celsius và dẫn đến nguy cơ là Celsius sẽ bị phá sản. Không chỉ ETH dump mà ngay cả BTC và những cả thị trường market nó sẽ dump theo. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn ra được hai cái thuyết âm mưu. Thì nó khá là dài nhưng mà mình có thể tóm tắt như thế này. Đối với cái trường hợp của cái quỹ 3Avro Capital 3AC á, thì khi mà để có một sự chủ động đối phó với cái việc là đâm mạnh ETH thì họ sẽ thực hiện, họ sẽ chấp nhận lỗ khi swap từ STH sang ETH để họ cho cái ETH đâm trên thị trường, và khi đó họ sẽ thực hiện một cái lệnh, một cái vị thế short ở khoảng x5 x10 giá trị của ETH và ETH, tức là từ mức 1.400 đô họ sẽ thực hiện một cái lệnh short, thì cái để có thể họ giúp từ cái lệnh này họ sẽ cân bằng lại cái số lượng giá trị tài sản ETH đã bị mất đi trong quá trình swap từ SCTH sang ETH. Thì đây là nhận định của mình ha. Trong cái trường hợp thứ hai, đối với cái nền tảng cho vay Celsius, trong bối cảnh này thì họ sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, họ buộc phải thanh lý tài sản token hiện tại của mình là khoảng 1,3 tỷ đô để trả nợ. Cái thứ hai là họ sẽ thế chấp STETH để vay tài sản khác rồi swap sang thế bộ coin để trả nợ cho khách hàng. Xét qua hai phương án này thì khả năng cao là Celsius sẽ chọn phương án thứ hai để câu giờ và chờ phản ứng của thị trường. Thì trong cái trường hợp này á, thì cái người được lợi nhất đó là cái sàn FTX, mà chủ sàn FTX là Samsung, là cái người coi nó là chủ của đứng đầu của cái quỹ Alameda Research. Thì các cái quá trình mà thực hiện các lệnh bán hay là thực hiện các vị thế short thì nó sẽ được diễn ra trên sàn FTX, có thể là sẽ được đẩy lên sàn FTX để thực hiện. Như vậy FTX hay Alameda Research sẽ là nơi hấp thụ các cái vị thế và giao dịch phí nền tảng vân vân, thì vô tình họ sẽ là người được lợi trong cái thuyết âm mưu này. Thì trên đây là mình đã có những cái phân tích đánh giá cho các bạn hiểu về cái sự cố là debate STETH, cũng như bước đầu nhận định được một số cái nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc là ETH lao dốc. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường ở trong những ngày tới để chúng ta có thể đưa ra những cái nhận định và đánh giá chính xác hơn. Lời khuyên của mình trong giai đoạn này là chúng ta sẽ ngồi nhìn và quan sát thị trường, sẽ không thực hiện các lệnh long sọt vì nó rất là rủi ro, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những diễn biến tiếp theo của thị trường để đưa ra những quyết định của mình. Trước khi kết thúc video thì chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh YouTube Tiền Toán để giúp cho tụi mình có động lực để sẽ ra được những video tiếp theo các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.